Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dưới Khải Minh. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ trung gian dùm cho ông anh một con ngựa bằng số đồi nè em ơi. Một cái giao dịch hơn cả 100 triệu nha anh em ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ hỗ trợ mở khó hiểm nhanh. Tiến hành mở khó nhanh. Rồi, con ngựa đầu tiên là con ngựa Minh Chủ Kiếm Mã. Của loài ngựa mà chỉ có Minh Chủ Vĩnh Lâm mới có thể thuần phục. Một con ngựa khá đẹp anh em ạ, sinh lực 1000, thể lực 500 và nên chấm là kháng cảnh 5 và với có vòng sáng chân mã khá đẹp. Mã khó thành công. Một con ngựa. Tiếp theo đó là một giá trị kháng cả ăn ban 20. Một cái giao dịch mà lên đến hơn cả 100 triệu Việt đồng anh em ơi, quá khác ở cái lần trung gian lần này. Được vào trang bị khó, mở khó đồ bảo hiểm. Hai món. Rồi, theo là ngọc bội. Hỗ trợ hộ khó, hỗ trợ mở khó hiểm nhanh. Một. Ok này, tiếp tục anh em ơi, mở khó hiểm nhanh. Rồi, xong. Tiếp theo đó là một cây ấn tín kháng phòng thủ lý 25. Thực sự là ở lần giao dịch này dùm ông anh thực sự là quá khác nè mày. Ấn tín cây 25 quá khác. Mở khó hiểm nhanh. Tiếp tục. Rồi tiếp theo. Hỗ trợ mở khó hiểm nhanh. Tiếp tục là một món tiếp theo. Một cái nỏ gọi đơn giản, cái nỏ này tương đối là một cái nỏ của tăng trưởng môn. Tốc 30, sát thương 35 và 87%. Cái nỏ này nhớ không nhầm là ở đâu server, cái nỏ này có giá là hơn 35 triệu Việt đồng. Và sau đó là cao thủ cú đấm thép đã sở hữu lại, và bây giờ là cú đấm thép đã sang nhượng lại cho người khác. Rồi ok. Nỏ này nó bơ ca đó là cho thằng em đi. Rồi ok anh em ơi, hiện tại là Khả đã mở được mớ đồ và bây giờ chuẩn bị trung gian cho ông anh. Anh em đợi một tí, Khả đi ông anh qua đã. Rồi, ok, giao dịch anh ơi. Quá khác. Còn làm một số đồ này thì chắc là đặc này chắc cũng phải đổi tên nhân vật thôi nè. Rồi. Trong đặc này thì ạc cú đấm thép anh em cũng biết rồi. Sự hữu lượng ạc cũng khá là khủng. Và bây giờ thì bận việc công việc quá không chơi nữa, chắc sang nhượng lại cho ông anh trong bang mình. Và mình là người trung gian giùm cho hai người này nha nè. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và chúng ta cùng trở lại tiếp tục. Đây là con ngựa đầu tiên, Minh Chủ Chiến Mã. Loại ngựa mà chỉ có Minh Chủ Võ Lâm mới có thể thuần phục và tốc độ di chuyển 100%, sinh lực 1000 máu. Thiệt sự con ngựa này quá chuẩn anh em ơi. Với 1000 máu thì thiệt sự là hơn cả bông tiêu thường của nhà Nam. Rồi, thể lực 500. Con bông tiêu thường nó cũng sinh lực 500 thôi anh em. Còn khi nào mà con bông tiêu đặc biệt thì nó mới có sinh lực 1000 anh em ạ. Đó, và chưa nói đến là có tiếp tục dòng kháng cả năm. Đó. Đó. Ngọc bội. Dây chuyền. Ấn tín. Đó. Quá khác luôn. Đó, một cái giao dịch trung gian có thể lên đến hơn cả 100 triệu Việt đồng dành cho ông anh. Rồi. Quá dữ anh em ơi. Thực sự bây giờ nếu như giờ thực sự ông anh mình anh G Lee Jun Lee sẽ là người sở hữu con ngựa tiếp theo này. Quá khác. Rồi. Đúng hạt cho anh ơi, tôi hỏi đúng hạt chưa, chết luôn. Từ từ cho mình check anh cái nữa. Biết là trong băng áo đấy. Rồi. Quá dữ một cái nỏ này, thực sự là quá đẹp luôn. Không gì nữa chơi ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Giá chiên này cũng dạng nô 1 luôn. Ngọc bội này cũng vậy anh em ạ. À, ngựa này cũng vậy. Thực sự con ngựa này thì thực sự anh em ở server này chắc là độc nhất vô nhị, mà không có con thứ hai này. Không có con thứ hai server này này. Bây giờ thì những cái phần thưởng đồ top này nọ chỉ có ngựa bông tiêu hoặc là phi dân thôi. Không có con thứ hai nữa. Rồi, ấn tín mắt ọp luôn mới ghê chứ. Chốt xong. Rồi ok anh em. Và mang lên, mang lên, mang luôn, mang vô.
mang ngựa lên, mang đồ vô. Để tới. Ok anh em, và sau khi anh Tùng đã sở hữu ngựa, anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh Tùng như này mà, quá khác luôn. Trời ơi, trời ơi, con ngựa mình chủ chiến mã khá đẹp anh em, cùng xem sơ qua. Như một nhân vật nữ mà cởi ngựa này thì quá đẹp nè, có với một vòng sáng, vòng sáng chiến mã khá đẹp đó. Ơi nó bực, nó chưa thấy nó luôn, chưa thấy nó luôn, chưa thấy nó luôn, để từ kia mình thấy nó rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem lại sắc đồ nha anh em ơi. Đây, vừa rồi thì anh cũng đã xây xong cái nỏ này mà. Đây, nó quá đẹp thực sự. Ở cái lần này thì nếu như anh em có theo dõi những trận đánh tăng nhân vương của cùng mấy chủ này, thì cũng như là tăng trưởng môn, đường môn cũng như là môn phá, thì đỡ mới sở hữu được cái cây mà mắt ộp của tăng trưởng môn. Thì đó là tốc độ 30, sát thương một lý 35 điểm và 85%. Thì cái cây này thì không khác gì cây tăng trưởng môn nha anh em ơi. Gọi là tay, gọi là cây vũ khí tăng trưởng môn cũng như là tăng trưởng môn của môn phái đó. Rồi, một cây nỏ quá pin. Đó, một giá trị kháng cả 20, kháng lôi 15. Đó, và một ngọc bội. Cái bội này thành Tùng có một cái, giờ chắc là dư một cái. Đó, thực sự đã bán lại. Rồi, ngọc ấn cũng vậy, thì ấn dư một cái. Rồi, đây sẽ đồ anh Tùng nè. Thực sự anh Tùng đang sở hữu một set đường môn thì quá pin. Bây giờ mang thêm đai lưng này nữa quá đẹp anh em ơi. Đó, 19-20. Đó, mang thêm đai lưng này nữa nè, 19-20. Đó, bây giờ sẽ giao dịch anh thêm một đai lưng nữa đẹp. Đó. Anh em xem sơ đồ. Quá pin. Hiện tại đang tìm bao tay làm chậm nữa mà chưa quên bao tay thủ lý chưa có nè. Rồi. Ok anh em, và bây giờ khả giúp giật thêm đánh lưng ạ. Giúp giật lưng này. Rồi ok. Và anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video Khải cũng như là anh Tùng, anh G, Lina, Jolie một like chia sẻ cũng như là ủng hộ Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và thực sự lần này thành Tùng sở hữu đồ quá đẹp anh em ơi, quá pin. Thực sự con ngựa này độc nhất vô nhị anh em ơi. Đâu mà nói mà giải đấu vẫn là mình chủ mà có lại thì chắc phải tầm 7 đến 8 tháng sau mới có lại, mà chưa chắc thì lại có tiếp tục anh em. Tại vì con ngựa này là con ngựa võ lâm minh chủ liên server anh em ạ. Lưu ý á là nó là dòng của cái con ngựa này là con ngựa này võ lâm liên đấu liên server anh em. Võ lâm minh chủ liên server chứ không phải nội nha anh em, không phải nội nha anh em. Nội thì đơn giản, nội thì vừa rồi thì chỉ có một gia truyền thôi. Gia truyền này là võ lâm liên đấu, võ lâm liên đấu nội thì nội server Phật Sơn ký sử. Còn này là liên server nha anh em. Đó, này là liên server là đỉnh cấp hơn, là đánh với khoảng 6-7 server đó thì mới sử dụng được con ngựa này. Còn gia truyền này thì nội server được gia truyền này đó, hành động nha anh em. Giờ còn cái ngập bội này thì đua top 1 cá nhân cũng như là top 1 băng hội vừa rồi anh em ơi. Quá đẹp. Thật sự là một set đồ quá pin anh em ơi, không gì nữa chưa. Quá xuất sắc luôn. Ở set đồ này thì sự quá đẹp. Tí nữa thay vào đôi giày nữa thì quá pin luôn. Đó. Rồi ok. Ở video lần này thì Khải giao dịch cũng như là trung gian dùm cho Cú Đấm Thép TV cũng như là anh Tùng, anh Angelina Jolie. Và video Khải sẽ kết thúc tại đây. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và đừng quên xem video này thì đừng quên đỡ lại cho video này cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi, cũng như là nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Bye bye.